Rồi, mình xin chào các bạn. Buổi chiều hôm nay thì nhà mình sẽ nấu một cái món canh nha. Các bạn có xem video mà mình đi đi quay bà con người ta thu hoạch khoai phơi mỡ á, thì mình có mua 10 kg về để mà ăn với lại nấu canh ăn. Rồi hôm nay mình sẽ nấu canh ăn nè. Mời các bạn xem video cho vui nhé. Cà na này mới rung, nó rụng nè các bạn. Đây nè Quyên. Cà na này là cà na nó hơi tròn, ăn nó ngon hơn. Ngon hơn cái loại mà cà na trái dài. Cái cà na nó nằm sát cây vú sữa các bạn. Cái nó bị cái tàn cây vú sữa che cho nên nó mọc hơi xéo ấy. Trái năm nay nhiều lắm, bẻ hết cây này chắc cỡ khoảng thúng á. Cắm này chơi chín lên. Ở nhánh này trái bự bự không nè, trái bành bành không, đây đây nữa nè. Ừ, hái hai trái trên đây mới bự nè. Rồi hết chưa, buông ra còn trái đó. Có ai mua cà na không? Giờ bưng vô con, bưng vô nhà đi. Cà na sau khi mình hái vô mình rửa xong rồi mình khứa nó nè. Mình khứa nó làm 4, làm 3 gì đó tùy theo trái bự, trái nhỏ. Xong rồi cái này là mình ngâm trong nước muối nha. Mình ngâm xong rồi bắt đầu mình mới bóp. Mình bóp vậy nè, đó. Mình bóp nó mình xả chừng nào nó hết bọt rồi nè, nước nó hơi trong là nó hết chua hết chát. Nếu mà mình bóp ít nước, mình xả ít nước thì nó chua chát nó còn nhiều. Mình luộc từ lúc nó sôi lên chắc khoảng chừng 10 phút gì đó, xong rồi mình đổ ra. Mới nấu nước đường mình ngâm. Trái này nó chín rồi nè, mềm mèo, dắt ra nước luôn. Cà na chín thì ngào ăn nó thơm, nó dẻo. Cà na sống thì chỉ có ngâm ăn là nó ngon. Đây là cái bọc khoai 10 kg nha các bạn, bọc khoai mỡ nè. Mình mua chỉ hôm qua này củ bự rất là nhiều nhưng mà mình mua củ nhỏ thôi. Củ nhỏ dễ ăn hơn, với lại mình hầm hoặc là mình luộc ăn nó cũng được, dễ hơn là củ bự. Đó. Bây giờ lấy da trái ra mình cho vợ mình gọt để hầm xương ăn nha. Khoảng 3-4 trái gì thôi. 3-4 củ, xin lộn, này củ chứ không phải trái. Cái này là phải mở con cô củ củ bự bự mà tông tím nghiệm hết trơn. Phay đó là phay than. Ừ.
cắt ra mà phanh phanh đó, ăn khỏi có đấy. Chứ khoai này, khoai kia cái ruột nó tím luôn, là khoai tím than. Cái này mình sắc phanh rồi mình hầm với giò heo. Ngày xưa nó có một loại khoai mỡ bự, củ bự cỡ 10kg, 5-10kg nữa. Củ này cũng dễ gọt, nó lột cái giá nó ra trơn nè. Đó là mình hầm hoặc là mình luộc xong rồi mình bỏ tí muối vô xong rồi mình chấm đường. Ừ. Nếu mình luộc mình khỏi gọt vỏ, mình chỉ rửa sạch đất thôi, không cần phải gọt. Chị hay nãy chị hay nói để nấu nè. Nấu thì để nguyên vỏ thì nó nấu, chỉ rửa sạch, thôi. Như nấu khoai từ vậy đó. Mà ăn ngon lắm. Không ăn. Cái này ngoài chợ người ta bán 10-20 ngàn ký. Mình mua tại vườn thì có mấy ngàn ký thôi à. Rồi đây là sau khi cà na, sau khi mình luộc nè các bạn, xong rồi bỏ vô nước, nước bình thường mình ngâm để cho nó bớt nóng đi. Với lại cho nó dẻ hả? Nó mình bỏ vô đây vừa cho nó nguội, với công dụng của nó là nó săn trái cà na, nó không bị bở nữa. Rồi bây giờ mình có một số khoanh dầu heo này. Bây giờ mình bỏ vô nồi nước nha. Món này cũng đơn giản, dễ nấu, không có phức tạp. Mình chỉ cần bò hồi xong cái nó mềm, cái rồi mình gần mềm cái mình bỏ khoai vô là xong. Bạn thấy đàn gà con nó mới nở không? Không biết được mấy con nữa. Cái này là đường cát với lại một ít nước. Cái này là má ngào hả? Má ngào. Vậy là cà na này ngào chứ không phải là mình ngâm. Chắc phải thêm đường nữa đó. Thấy cũng được rồi má. Nhiều quá ăn nó ngọt quá. Thôi tí rồi đó. Tí với thêm cho các con miếng nữa. Rồi sau khi đường nó tan rồi, bây giờ mình bỏ cà na vô mình ngào.
Dạ mình đang nêm canh. Còn má thì bỏ một miếng muối vô trong cà na ngào. Dạ muối vô nó ngọt ngọt đậm đà. Còn không có muối nó ngọt, nó đạt, đẻo. Cà na chín cây rụng thì mình nó mềm cho nên là mình ngào ăn sẽ ngon. Còn cà na tươi mình hái xuống trái nó cứng cho nên mình ngâm ăn nó sẽ ngon hơn. Cà na chín không? Đặc biệt là cà na chín là chỉ có nhà mình có. Tại vì không có hái cho nên là nó rụng lụm. Ở ngoài chợ thì chắc không có ai bán à. Giờ thì vợ mình làm cà na sống, cà na này trái nó cứng cho nên là mình dắt nó khó, cho nên là vợ mình lấy hai tấm thớt chà lại giống như chà chùm ruột ngày xưa. Dạ mình nói hơi nhỏ, mình lặp lại là thao nước muối phải hơi mặn nha. Để mình ngâm cho nó xèo xuống rồi mình dắt cho nó dễ. Bạn nào mà muốn coi cách làm kỹ lại, mình sẽ để cái link ở cuối cái video hoặc ở dưới cái phần bình luận, phần mô tả cho các bạn muốn xem lại. Cà na này trái nó mới có già già thôi, nó chưa có chín rồi, cho nên nó rất là cứng. Thì nếu mà trái cứng này mà mình ngào nữa thì nó sẽ cứng lắm, ăn nó không có ngon, cho nên là mình ngâm. Còn mấy trái kia chín á, má mình ngào cho nên là nó mềm, rồi mình ngào lại nó hơi dẻo dẻo, ăn nó ngon. Cà na chín thì rất là khó kiếm cho nên là các bạn ra ngoài chợ là mua là chỉ có cà na này thôi. Mà cái giống ở nhà mình là cái loại cà na trái tròn cho nên nó cũng hơi bị ngon nữa. Có nghĩa là nó không có dài lắm, có những cái loại trái nó dài lắm. Các bạn thấy là một chút là đường nó ra đó, đường nó chảy ra, nó nhiều nước rồi đó. Ngào cho đường nó sánh lại giống như là chùm ruột nha. Nhưng mà nhớ đừng cho nó lợi đường nha. Lợi đường là không được. Các bạn thấy một chảo vậy thôi chứ nhà đông anh em chia ra mỗi ngành chị miếng cái là hết. Cái nước chua với cái nước chát này nó ra này các bạn, nó giống như là nước xà bông vậy đó. Cái này mình ngâm rượu cũng được, trái này nè. Tại vì nó có cái độ chua nè. Cái ít thôi con, nhiều quá nó rớt tùm lum. Các bạn thấy cái trái cà na là khi nó còn sống thì nó ăn rất là chát, rất là chua, nó không có giá trị gì hết, đâu có ai ăn được. Nhưng mà khi mà mình làm xong rồi á, nó rất là ngon. Cho chứ, nó rất là ngon, ăn ghiền luôn. Cho nên là ba trái thì nhiều khi người ta bán có 1.000 đồng của ba trái. Nó 1.000 đồng
hoặc có thể là bốn trái nếu trái nhỏ. Rồi cà na chúng ta đã nước đã khô. Như vậy là nhéo kết thúc đó. Cà na nhỏ đường. Mấy trái mà nó bể bể ra vậy là ăn là nhức nách luôn nè. Những trái này nè. Nhưng thằng chị nó đang gọi nó nhức nách đâu, nó đau đầu. Mấy trái này nè, mấy trái bể bể ra. Nó chín ra, mấy trái đây, mấy trái chín ra. Ngày nay chín ra. Cực kỳ. Cực kỳ bá đạo. Cái queo hết trơn. Rồi mời cả nhà dùng cơm nhé. Kiếm nước lương mà dĩa hột gà đâu mất tiêu. Kỳ quá ha. Cái khoai này nấu ra màu xấu quắc ha. Nhưng mà ăn nó ngon. Cảm ơn. Màu xấu nhưng mà ăn chất lượng. Nó ngủ quá chưa đó mẹ. Chút rồi. Ăn cơm nhau mới nha. Có này đi góp cái chôm chấm ăn. Chấm gì? Chấm bóng bóng. Cái tép hả? Có nhiều không? Tép á. Có lót ra trên nguyên cái cánh một gà. Giỏi quá ta, ăn mới ra hết cái cơm rồi hả? Đi học chơi giỏi như đó thì nó bụng. Cô quả đói nữa. Có. Hết cái cơm rồi hả? Hay không? Đốt gì vậy? Ủa, cái chảo canh chua. Không, được. Có miếng cơm chan canh hết ngon lắm anh ơi. Vậy là nó chạy về mới ướt nó hả? Ừ. Kiếm vậy? Nó cho ông tiền về củ lên chỉnh nó nấu canh nó ăn. Đi nó cũng không nhớ là mình có nói rồi mà nó đi nó không nhớ. Bữa ở tại chùa ở ngoài cái Bích Tiền á. Tỉnh xá Ngọc Thận á. Cái chạy gì á? Tính chạy tắt đường Biểu Quế Bà. Chạy ngang Biểu Quế Bà không dòm lo dòm bên đây không thấy cái đường sao lạ lạ chạy luôn hoài. Chạy hoài giết tới cái ngã này, bẹo này ra. Bẹo ra chỗ bẹo ra mà chờ là lâu nữa. Mà không biết đâu quẹo qua đó rồi không biết đâu mới hỏi thanh con nhỏ bán nhà, đồ đó nhà bà nhà bên nước nha bên đó chắc nhà của bà và vợ bà đường nào đi ra cầu khoảng cái bờm bà và vợ ra cầu khoảng cái bờm mày biết đường về rồi ở đường đó không có cái cầu đường trong vậy là má đi lộn cái đường của bà và vợ bà 6B không kêu hả 9B
Đi chợ, đi chợ gặp lộn nữa. Ai biết đường nào đâu, thấy đó rồi cái nó nói cô trở lại, cô đi trở lại tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, cô quẹo qua phải cái là tới liền. Thì xuống dốc, xuống dốc cầu lộ. Thì ngay ngay dốc cầu Phạm Thế Bườm, quẹo quay trở lại, quay trở lại ra Vĩnh Long á, trở ra hướng Vĩnh Long á là tới ngã ba đèn xanh đèn đỏ cái bên đó đó. Thì mà không biết đường ra. Đèn xanh đỏ quẹo cái mặt nó đi. Quẹo cái mặt là tới cầu Phạm Thế Bườm. Tới cầu Phạm Thế Bườm ngay dốc cầu luôn đó. Ngay chỗ luôn. Ngay đó thì biết rồi. Đất của cậu anh. Khoai nấu không gã như khoai ấy nha. Không đi ra, ra gặp hát Lê Thanh chạy như đúng thần. Tới đó là tới dốc là ông những bộ mà cỏ chạm nấu cái vẻ có nào những bộ hả? Không có ai bắt phạt nữa. Không đi bận gì rồi, đi chạy tay phải mình hoài, chạy cầu lộ nó chạy thẳng hoài, chạy phải mình hoài xuống xuống dưới lên tới thì thành đỏ rẽ tay mặt thì quẹo nó đi bận ga, tôi đi cầu cá cá bận ga, tôi nước cá ga cầu cá cá tôi mới quẹo trở lại. Muốn đi cầu lộ cũng được, qua cầu vẫn đường nó đường về cũng cào hết nè. Phải giờ chồng nhỏ tại con mua cũ nhỏ chứ cũ bự lắm, lên cộng cũ không tay nè bị dai à, cũ bự lên mắt. Phải người ta mà để nấu canh. Phải cút cầu. Cầu để nấu canh. Dòng cái lỗ bỏ hơn. Có phai lên. Có củ mà ginh bợ hai tay không nổi luôn. Dữ hả? Bự lắm. Đất tốt. Rồi mình hy vọng là các bạn vui khi xem video này nhé. Mình hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cái khoai này tuy là nấu cái canh của nó, cái màu nó không được hấp dẫn, nhưng mà ăn nó rất là ngon, nó ngọt, nó béo. Nó mình nấu càng lâu nó không có bị nhừ ra cái khoai á. Rồi chào các bạn nha.